Cũng trong sáng nay, huyện Phú Ninh tổ chức giải bóng chuyền hơi, kéo co, chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Phú Ninh, mùng 1 tháng 9 năm 1999, mùng 1 tháng 9 năm 2024. Trong thời gian một ngày, 250 vận động viên của 8 đội bóng chuyền hơi nam, 7 đội bóng chuyền hơi nữ và 8 đội kéo co đã tham gia tranh tài sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Thông qua tổ chức giao lưu thể thao nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu đoàn kết giữa các cơ quan đơn vị, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng của huyện ngày càng phát triển và tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày tái lập huyện.